Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với Phương Vũ. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi coi một cái căn nhà tại thành phố Gardena, gần cái nơi mà mình ở. Thì cái căn nhà này á, nó có hai cái unit riêng biệt và nó khá là nằm trong khu vực cũng khá là tốt, nhà cửa cũng sạch sẽ và rất là có giá để chúng ta có thể mua để đầu tư. Rồi, để mình quay một vài chi tiết bên trong và bên ngoài và mình đưa đến một số hình ảnh đó cho mọi người và những nhận xét của mình nha. Ok mọi người, và đây là cái phía ngoài của căn nhà này ha. Căn nhà này được rao bán là 785.000, 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, và được có một cái là nó có hai cái unit riêng biệt trên một cái lot. Đó, nó thành là consider là một cái duplex ha. Khu vực này cũng khá là yên tĩnh. Tuy là nó hơi gần freeway một tí, nó hơi ồn thôi, nhưng mà trong đây thì nó khá là tốt ha. Bên ngoài thì có hãng xưởng warehouse và kế bên có một cái bệnh viện Kaiser. Đó, khu này mọi người thấy không? Đường xá rất là rộng rãi, sạch sẽ ha. Khu rất là tốt. Đây là cái khu phía trước của căn nhà này. Ở ngoài họ cũng đã trồng những cái cây rất là đẹp, những cái cây bonsai. Cái nhà này mình nghĩ là chủ là người Nhật đó. Họ chăm sóc nhà rất là ok và nhà đã được sửa sang toàn bộ lại mới hết rồi. Đây là phía trước của căn nhà này. Cái khu này đó mình thấy tuy là nó ở một cái zip code 90248, nó không bằng cái zip code của mình, nhưng mà đặc biệt trong cái khu vực này đó là có những cái nhà rất là ok. Mọi người thấy không? Đường xá nó không có xe đậu nhiều ha. Đường xá rộng rãi nên cái khu này thì đa số là những cái người homeowner người ta ở. Rồi, đây là cái nhà ha, cái bên trong. Giờ mình đi vô. Thì nó có hai cái cửa. Cái cửa thứ nhất là cửa này là cho cái unit ở phía trên. Ok, rồi giờ mình đi vào trong. Bên trong căn nhà là đây là cái phòng khách. Họ sửa sang lại cũng rất là đẹp. Ok, có cửa sổ rồi sáng sủa sạch sẽ. Rồi, mình đi được sau. Ok, đây là cái hành lang. Ở đây là có những cái closet để chúng ta có thể để đồ. Đây là cái phòng ăn ha. Phòng ăn ở đây. Và đây là cái khu vực nhà bếp. Ok. Bếp họ có cabinet mới, có microwave, có oven, có máy rửa chén, everything mới, cabinet, countertop, tất cả đều mới hết, họ làm lại rất là ok. Thì đây là cái khu vực phòng ngủ và phòng tắm ha. Cái này là chắc cái phòng master bedroom ở đây. Ok, rất là đẹp. Đây là cái khu vực phòng tắm nha. Đó, ở đây có một cái phòng tắm đứng. Ok, phòng ngủ này cũng rất là bự. Giá cả cũng khá là hợp lý, 785.000, nhưng mà không biết rằng thì họ trả lên bao nhiêu thôi. Thì cái sàn họ cũng làm lại rồi. Nhà này là nhà sàn ha mọi người ha. Ok, đây là cái phòng ngủ thứ hai. Kế bên nhà neighbor. Rồi. Đây là cái phòng ngủ thứ ba. Cái lot size thì nó khoảng trên 6.000 square feet thì cái diện tích nhà nó rất là bự rồi, nên cái lot size nó cũng không có còn đất bao nhiêu cả. Đây là ba cái phòng ngủ bên unit này. Đây là cái phòng tắm thứ hai. Thì đây là một cái unit riêng biệt. Bây giờ mình đi cái hướng qua bên này. Ở đây có một cái cửa cho cửa lối đi riêng cho một cái phòng ở đây. Đó. Thì mình có 1 2 3 4 4 phòng à. Sao nó 5 phòng ta? Mình đi ra phía sau coi mình có được cái phòng thứ 5 không? Cái phòng này có mấy bi, cái phòng này là cái phòng thứ 5 ha, sao để là 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Ok, có một cái nhà này nó có hai cái điểm yếu. Thứ nhất á, là nó gần freeway, nhưng mà cái đó thì mình cũng không có là quan tâm cho lắm, tại vì nếu mà mình làm những cái cửa sổ mà nó có double panel á, thì nó cũng không có ồn, tại nó cũng cách
không phải là kế bên, nó cũng cách qua một khoảng. Cái thứ hai á, là cái mà mình không thích nhất là cái nhà bếp đó, mọi người thấy không, cái nhà bếp. Tại vì cái nhà bếp á, nó làm không biết sao nữa, tự nhiên nó có cái tượng đây, rồi nó có cái tượng bên đó đó, thì nó chắn nguyên, nó lấy hết cái vị trí của cái phòng khách đi, làm cho cái nhà mình nó khá là chật chội không. Nếu mà như mình á, mình tại giờ nó là xây mới cho người, đập ra thì ổn quá, mình dời cái nhà bếp qua bên này, mình đập hai cái tường này đi, thì nó sẽ thành ra một, nó thông thoáng luôn một cái phòng bự. Cái nhà bếp ngay đây, cái chỗ này là chỗ đồ ăn làm bếp ha. Cái nguyên mình sẽ có nguyên một cái phòng khách bự, thiệt bự ở đây, thì nó thoáng hơn. Không biết làm sao hồi xưa người ta design sao mà nó nhìn nó không có vẻ là khá là bắt mắt. Nó mất cái không gian của cái nhà đi, làm cho cái nhà nó nhìn nó chật chội ha. So, rồi để mình đi ra. Còn gì để mình coi không ta? Ơi, ô dạ, để mình ra phía sau mình quay cho mọi người coi. Thì thật sự ra nó cũng không có còn đất nhiều nữa. Đất đai thì nó cũng không có đó, nè mọi người thấy ở đây phía sau đất nè, nó cũng đã hết đất rồi. Nó không còn nhiều đất để cho mình làm cái gì hết. Có một cái khoảnh vườn phía sau thôi, để cho mình có thể trồng trọt. Đây mới có cây hồng khá là bự nè ha. Ok, đó. Thì vậy thôi à, chứ không có còn gì nữa hết trơn á. Và mọi người thấy không, cái kia là cái freeway đó. Mà chính giữa cái freeway thì nó có một cái vườn cây, thì nó cũng cách khá là xa. Không nói nổi nào. Tuy là ở đây mình nghe, nhưng mà mình vô nhà thì nó cũng không có ồn lắm. Nhưng mà tốt nhất đó thì mình cái cửa sổ á, mình đổi lại luôn thành cái double panel đó, chơi cho nó trắng tiếng ồn luôn. Rồi bây giờ mình đi ra đằng trước. Trong nhà là 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm ha. Ở phía trước á, thì cái gara họ đã xây lại, họ làm thành một cái master bedroom, là một phòng ngủ, một phòng tắm. Cũng khá là tươm tất, đẹp ha mọi người. Cái phòng mà cũng rất là nhỏ thôi. Đó, đây phòng khách, phòng ngủ ha. Cái này nó giống như là một cái studio vậy đó, tại nó không có cách ra ha. Ở đây thì nó cũng làm một cái đường ống để cho mình có thể nấu nướng ở đây, cái máy hút, cái nhà bếp ở đây. Đây là một cái bathroom thứ ba của cái phòng này ha. Thì nếu mà mình mua được cái nhà này thì mình có thể cho mướn. Cái phòng này thì chắc cũng được để coi nhiêu, cho mướn cỡ 1,000, 2,000, 3 đi, không nó cũng đỡ được cái tiền nhà họ xây sẵn cho mình rồi. Rồi lát xây thì cái nhà này mua trả 820 đi, 800 đi cho nó chẳng, mình đao 20%, 160 mượn 640 thì tháng chắc tiền nhà của mình chắc cũng cỡ 640 3,000, chắc cũng cỡ 4,000 đi. Không, 4,000 mình cho mướn cái phòng này 1,200 là cũng được, cũng đỡ rồi, cho 1,300 đi còn được 2,700 cũng ok không? Đó. Rồi, mình xin dừng cái video đây. Nếu như ai thích cái video này của mình, xin hãy like, comment trên cái video, chia sẻ cái channel này của mình nha. Và những ai có những cái nhu cầu mua bán nhà cửa tại California, xin hãy gọi cho mình ở số phone là 310-480-7779. 310-480-7779. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong cái video tiếp theo. Bye bye.